Bây giờ hai bạn sẽ xếp nhá. Xếp đúng rồi nhá. Ok. Đây. Oh no. Đúng rồi, bạn Tùng xếp giỏi quá. Bạn Tùng Anh đang xếp chữ gì đây con? Chữ A. Chữ A. Bạn nhớ xếp được mấy hình đấy con? Con xếp gì? Đây rồi. Wow, bạn Tùng đang xếp chữ S đấy. Xếp có cái gì? Bạn nhớ xếp đi con. Xếp U. Chữ gì đấy bạn Tùng? Chữ U. Con rùa. Con rùa đúng không? Chữ T. B. T. Em nhớ xếp cùng anh đi nào. Đây là 6. Chưa xếp chưa được cổ. Ờ đúng rồi, vẫn chưa có cổ. Chữ gì nhỉ? Đây đấy rồi. Chữ gì đấy? Chữ O. Sao? Sao? Chữ G. Chữ G. Tiếp theo. Chữ O. Đúng rồi. Mình có là chữ E. Chữ E. E. Giỏi quá. Đây á. Oh no, nhầm rồi. Đây rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Bạn Tùng chữ gì nhỉ? Chữ O. Chữ N. Chữ N. Cái tâm. Tiếp theo, các bạn nhìn xe tâm. Tiếp theo, chữ gì đấy con? Chữ U. Chữ U. Oh no, nhầm rồi. Chữ U đâu nhỉ? Nhìn xem nào, cái ô đâu? Nhìn trên bảng xem cái ô ở đâu. Cái ô đâu? Cái ô đâu nhỉ? Ô mắc cười. Ở đâu nhỉ? Ở đâu? Nhìn kỹ xem ở đâu này. Đây này. Đây. Chữ U. Chữ U. Tiếp theo. Bạn có chữ gì đấy? Đây. Chữ Quy. Chữ Quy. Giỏi quá. Dạ. Chữ gì đấy con? Đây. À. Chữ Z. Chữ gì? Chữ O. Chữ O. Đấy là chữ gì? Chữ H. Chữ H. 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 Chữ là má. Chữ H ấy. Có là má. Đúng rồi, có hình con hà má giỏi quá. Tiếp theo, chữ bờ. Chữ bờ. Tiếp theo. Tiếp theo chung mà. Của anh ấy. Xếp đi, xếp chung. Chữ gì nhỉ? Chữ gì? Tiếp theo chung đấy. Quá mà. Chữ gì nào? Con xếp đi. Tiếp theo chung mà. Còn nhau. Rồi không sao, cho em mượn cái. Em xếp vào đây đi. Em nhặt xem là chữ đấy ở đâu nào. Con xếp vào. Xếp vào cho anh nào. Đây đây này. Đúng rồi. Con xếp vào. Đây này. Chị đây đây mà. Đúng rồi, giỏi quá. Em vừa xếp xong bảng các phương tiện giao thông này à? Em giỏi quá. Xếp nhanh quá. Tiếp theo. Chữ gì? Đầu chữ gì đâu? Chữ gì? Oh no, trai rồi con này. Đúng rồi, bạn Tùng giỏi quá. Em nhặt giỏi nhỉ, em nhặt xếp nhanh. Có người chờ mưa. Bạn có người chờ mưa. Thì em ra đi chờ mưa. Tiếp theo. Chữ gì? Chữ cờ. Mẹ ơi. Đây này. Đúng rồi, giỏi quá. Mẹ. Tiếp theo.
chữ D. Đây. D đúng không? Có hình con gì đấy? Hình con. Chó. Chó. Tiếp theo cái gì đấy bạn? Con hổ. Con hổ à? Con sư tử. Đâu con sư tử đâu nhỉ? Chữ L. L cao. Con sư tử đây. Đúng rồi, giỏi quá. Tiếp theo ạ. Chữ gì nhỉ? Đây. Chữ Y. Hết rồi. Được rồi, bạn Anh giỏi quá. Bạn đã xếp xong bảng xếp hóa rồi các bạn ạ. Các phương tiện giao thông của em này đâu? Đây. Đấy, anh Tùng xếp vào cho em. Wow, giỏi quá. Thế hai bạn Ý đã xếp xong bảng phương tiện giao thông và bảng chữ cái rồi các bạn ạ. Hai bạn giỏi quá. Hôm nay hai bạn nha. Bạn Tùng Anh và bạn Nhật Anh giỏi quá. Hân hôi nha. Xin chào các bạn và hẹn các bạn ở các clip lần sau nha. Bye bye. Bye.